Hello mọi người nha, hôm nay là thứ hai nghỉ nè. Giờ thầy cũng có một chút thời gian rảnh rỗi đó, giờ cũng hỏi cho thầy để thầy chia sẻ cho mọi người một số bài thuốc để mọi người nắm và trị điều trị tại nhà nha. Thầy ơi, bây giờ mình có cái bài thuốc nào mà dễ làm, dễ trị nhất mà trị mấy cái vấn đề như là viêm gan hoặc là ung thư gan không thầy? Cái khối u gan á thì là khó trị, khó mà trị lắm, bởi vì cái đó là tìm thuốc nó hơi khó, bởi vì nhiều vị. Ở nhà thuốc mình thì đầy đủ. Thôi bây giờ mình chia sẻ cái bài mà nó trị về là xơ gan. Xơ gan cổ trước là bụng to đó, bụng bự đó ha. Thì nếu như mà bà con nào mà thầy chạy bác sĩ chơi rồi, hết cách rồi, thì cứ tìm mấy cái món thuốc này, cũng gọi là phước chủ may thầy. Đó là lá xạ đen 4 lá, bông sen trắng 4 bông, và là mía lao trắng đó, là một khúc cỡ khoảng tầm khoảng hơn 1 gram, với lại một nắm rễ cỏ chanh. Rồi 4 món đó, đó để dầu ấm trong nồi mình nấu mình uống hoài là từ từ là cái bụng nó xẹp. Cái đó là những vị thuốc là ngắn gọn nhất. Còn nhà thuốc mình thì hốt thêm nhiều vị lắm. Cái này là những bà con mà ở xa quá không có điều kiện tới mình thì uống cái này đi. Cái này đó là bài thuốc này hay lắm. Còn đối với cái bệnh mà thì bà con đau vú là khối u, ở trong khối u, trong cái vú có khối u thì bà con nên tìm là cái một nấm lá ba lá cây châm ổi, lá đọt đó ha, của cây châm ổi, và một nắm lá của cây kim vàng. Cây kim vàng thì như vậy là mỗi thứ một nắm như thế này, rồi chúng ta đâm để vào một tí phèn, một tí muối, một tí ở đây tức là khoảng một cục là cục phèn bằng thẳng ngón tay út, và một cục muối bằng thẳng nửa ngón tay như thế này thôi, nửa ngón tay út thôi, không được để nhiều quá. Thì chúng ta đắp vào chỗ cái u vú đó, đắp vào rồi là lấy giải quấn lại. Như vậy là đỏ lá cây kim vàng, và là một nắm, và đọt lá non của cây châm ổi một nắm, một tí muối, một tí phèn, chế rượu vô mình đâm cho thiệt nhuyễn, rồi mình chế tí rượu vô, mình chúng ta bóp bóp nhòi nhòi như thế này rồi đắp vô, lấy đồ quấn lại. Thì cứ làm như vậy thì từ từ nó sẽ tan, nếu nó không tan thì nó bể, nhưng mà nếu nó bể được là nó hết liền. Đang không, mình không đắp thuốc mà nó bể đó là nguy hại, còn nếu như mà mình đắp thuốc mà nó bể thì cái điều này là tốt. Bà con đắp đi, từ từ là sẽ khỏi bệnh. Bây giờ mình đọc lại cái địa chỉ nhà thuốc của mình ha thầy, tại vì con cũng có đăng đó mà nhiều người hỏi quá giờ trả lời không nổi, mà không ai chịu để ý cái trang mình, cho nên giờ thầy đọc lại trong cái video này luôn đi. Bây giờ nó thì cũng quá, ngày bình thường ngày hốt thì cũng quá sức à, mỗi ngày tới mấy trăm người, giờ hốt cũng hết nổi. Bây giờ biểu địa chỉ nó thì giờ thôi cũng được. Nhà thuốc Nam Bảy Phú, ấp Hòa Tăng, xã Tăng Thạnh, Tăng Châu, An Giang. Rồi, cảm ơn thầy.